sự quan tâm của Đảng, của chính quyền địa phương thì gia đình đã cố gắng học hỏi, vận dụng và đầu tư về cái công nghệ của cái vườn dưa lưới. Thì bình quân trong 2.500 m² thì chúng tôi thu hoạch được bình quân khoảng 40 đến 50 triệu đồng trên một vườn. Thế là cứ 20 ngày đến 25 ngày thu hoạch một vườn. Thì qua đây có thể nói là một phần là nó đã tạo được công việc làm cho gia đình, tạo công việc làm cho những người xung quanh, tức là những công lao động thời vụ, rồi thuê công lao động tháng, và ngoài ra thì đưa lại một cái nguồn thu đáng kể.